Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì bốn thanh niên mà mọi người đang nhìn thấy ở trên màn hình đây là bốn thanh niên người Trung Quốc và vừa rồi đã trốn khỏi khu vực cách ly, và phía cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh họ đang phát đi cái thông báo để truy tìm bốn thanh niên người Trung Quốc này. Cái điều đặc biệt ở đây mình muốn nói rằng là để bốn thanh niên này trốn thoát được khỏi khu vực cách ly để và phòng chống dịch nV ấy, thì lại có sự trợ giúp của một cô gái người Việt Nam. Thì đây là cái điều mà đáng nói nhất trong cái đoạn video này, bởi vì mọi người biết rằng là lúc này thì người dân Việt Nam vẫn đang đồng hành cùng với chính phủ để đẩy lùi và đẩy xa dịch nV, nhưng chỉ vì một số lý do cá nhân mà cô gái người Việt Nam kia đã tiếp tay cho bốn thanh niên này trốn khỏi khu vực cách ly tập trung. Thì sáng ngày 11 tháng 7, cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã phát đi cái thông báo là tìm kiếm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu vực cách ly y tế dự phòng chống dịch nV. Thì qua trích xuất dữ liệu của camera thì 4 người này gồm một người sinh năm 1997, một người sinh năm 1995 và một người sinh năm 1987 và một người sinh năm 1994. Thì những người này đã lén lút treo tường rào vào lúc khoảng 0 giờ 54 phút đến khoảng 0 giờ 59 phút ngày 11 tháng 7 tại khu cách ly trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh, xã Thái Bình, huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh. Một trong bốn người Trung Quốc này có bạn gái là người Việt Nam ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái này thuê xe 4 chỗ cho bốn người kể trên để bỏ trốn. Được biết thì bốn người nước ngoài này đã qua Việt Nam từ ngày 5 tháng 7 năm 2020 qua cửa khẩu Móng Cái, đi xe khách đến huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh, đến khu vực ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu thì bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng đưa vào khu vực cách ly tập trung tại trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế của tỉnh Tây Ninh là vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Thì như vậy thì bốn thanh niên này đã lén lút vào Việt Nam vào ngày 5 tháng 7, nhưng mà đến tận ngày 8 thì bị người dân phát hiện và đã bị ở phía cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh họ đưa vào khu vực cách ly đặc biệt. Cái điều đáng nói là một trong bốn thanh niên này thì lại có một thanh niên là có bạn gái ở tại Việt Nam, thế nên dẫn đến cái việc là người bạn gái này đã tiếp tay cho bốn thanh niên này, sau khi đó thì đã thuê một cái xe 4 chỗ để cho bốn thanh niên này bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Thì hiện tại thì ở phía cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh họ vẫn đang truy tìm bốn thanh niên này. Thì những thông tin mới nhất mình sẽ cập nhật để cho mọi người được biết, bởi vì tất nhiên là cái việc là có bạn trai ở trong đó, thế nên là cái cô gái này đã tiếp tay cho bốn thanh niên người Trung Quốc kia để bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Thì đây là một cái điều phải nói rằng là nếu mà sau khi bị bắt lại thì chắc chắn rằng là cô gái này sẽ bị liên lụy rất là nhiều, bởi vì mọi người biết rằng nếu trong không may mà bọn họ mà nhiễm nV thì để họ phát tán ra cộng đồng thì cái cô gái này sẽ không chịu được trách nhiệm trước cộng đồng người Việt Nam. Thế nên là mọi người cũng nên cân nhắc cái việc là chỉ 14 ngày thôi, còn đã xác định ăn chơi thì không sợ mưa rơi, mà đã dám vào Việt Nam để lộng hành đi chơi như vậy thì thật rất là nguy hiểm. Bởi vì mọi người biết rằng là Trung Quốc lúc này thì dịch bệnh bên họ vẫn chưa hết, mà trong khi đó là dám lộng hành vượt biên để vào Việt Nam đi chơi, xong khi bị phía công an chức năng họ bắt thì cô gái này đã tiếp tay cho bốn thanh niên này và đã thuê một cái xe 4 chỗ để cho bốn người này bỏ trốn. Vì họ đã trích xuất được camera ra thì họ đã phát hiện được là bốn người này đã bò ra ngoài vào lúc khoảng 0 giờ, khúc khoảng gần 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Đấy, thì mọi người biết rằng lúc này thì phía cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh họ vẫn đã phát đi cái thông báo là phải truy tìm bốn cái thằng Trung Quốc này, và cái cô gái kia nếu mà bị truy bắt được thì cô gái này cũng sẽ liên lụy rất là nhiều. Thì mình sẽ cập nhật cho mọi người những bản tin sau. Video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.